Tiếp nối trong chương trình tin tức của chúng tôi là bản tin cho biết là bị bắt cóc một nữ tài xế lái xe Uber dũng cảm nhảy ra ngoài khi xe đang chạy. Một nữ tài xế lái xe Uber ở tiểu bang Tennessee đã có một quyết định dũng cảm và kiệt thời khi nhảy ra khỏi một chiếc xe hơi đang chạy để thoát khỏi tay kẻ bắt cóc đang kề dao vào lưng của mình. Theo đài truyền hình KMOV, sự việc xảy ra vào ngày 5 tháng 5, nữ tài xế là cô Carolina Vargas. 26 tuổi đã bị một kẻ bắt cóc giả làm hành khách ép cô lái xe từ Tennessee xuống Georgia. Sau khi nhảy ra khỏi xe, cô đã bị bánh sau của xe cán qua chân nhưng rất may mắn không bị gãy chân. Sau đó thì cô đã được một người phụ nữ qua đường tốt bụng cứu giúp. Theo đài truyền hình KMOV, ban đầu nghi can nói với cô Vargas là chiếc xe truck của anh ta bị chết máy ở Nashville, Tennessee, yêu cầu cô đưa anh ta về khách sạn ở Cleveland, Tennessee. Nhưng sau đó nghi can đã yêu cầu cô trở lại đón anh ta tại khách sạn vào ngày 8 tháng 5 để đưa anh ta về lại vị trí của chiếc xe truck. Khi cô Vargas trở lại đón thì nghi can nói rằng anh ta biết một con đường tắt tiết kiệm thời gian hơn cô này đã tỏ ý nghi ngờ và hỏi nghi can nhiều câu hỏi và ngay lập tức hung thủ đã rút ra một con dao chĩa vào lưng của cô ép cô này lái xe xuống tiểu bang georgia khi lái xe đến một khu vực cò huta georgia cô vaga quyết định nhảy ra khỏi xe cô đã bị đập mặt xuống đường và bị gãy ba chiếc răng Cô cho biết là cô phải nhảy ra khỏi xe vì biết rằng đó là một cơ hội cuối cùng và duy nhất của cô. Nếu cô tiếp tục bị ép buộc đi đến nơi mà Nghi Can muốn tới, có lẽ cô sẽ không bao giờ thoát ra được. Sau đó thì Nghi Can đã nhảy lên ghế tài xế và tẩu thoát. Còn cô Vaga nằm bất tỉnh bên đường. May mắn cô đã được một người phụ nữ lái xe ngang qua và cứu giúp. Cô Vargas gọi người phụ nữ cứu cô là một thiên thần cảnh sát truy nã nghi can qua nhiều tiểu bang và cuối cùng đến ngày 11 tháng 5, nghi can là Christopher Miller đã bị bắt giữ tại thành phố Jacksonville thuộc tiểu bang Florida.